Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thực ra là trong thời gian vừa qua các bạn rất là lâu rồi Duy không có quay những clip review xe cũng như là giao xe đi tỉnh cho các bạn xem được, bởi vì là trong thời gian vừa qua các bạn là những cái đợt mà cận Tết nè, khách hàng mua xe còn phải là đăng ký xe để chạy theo cái thuế trước bạ cũng như là chạy theo cái thời gian là trước Tết, cho nên là Duy rất là bận luôn các bạn. Đó, cho nên là mãi đến bây giờ thì Duy mới có dịp là quay cái chiếc xe cho các bạn xem. Và ngày hôm nay các bạn, một chiếc xe mà vô cùng đặc biệt và Duy chờ đợi cũng như là tất cả những anh chị khách hàng đang chờ đợi nó rất nhiều, đó là chiếc xe Mercedes-Benz S-Class 2022, và đây là cái phiên bản S450, phiên bản L các bạn. Đó, thì trên tay của Duy đây là cái chìa khóa của chiếc xe nè. Đó, các bạn thấy không, đây là một cái mẫu chìa khóa thiết kế mới nè các bạn, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Nó mặc dù là Duy thấy là cái chìa khóa này nó thiết kế rất là đơn giản luôn các bạn, nó không có gì là cầu kỳ các bạn, nhưng mà các bạn thấy nè, nhìn rất là tương lai ha, nhìn nó giống như là một chiếc phi thuyền luôn các bạn. Đó, rất là đẹp ha. Đó, thì nó cũng có những cái nút bấm đó các bạn ha, lock mở cửa nè, lock nè, mở lock nè, rồi mở cốp sau nè, như vậy thôi. Đó, thì về cái tính năng của nó cũng giống như trên những cái chìa khóa của những cái phiên bản trước thôi, nó cũng không có khác gì, nhưng là đây là cái mẫu chìa khóa thiết kế mới ha. Đó, có thể là Mercedes-Benz thấy là cái chìa khóa của cái phiên bản trước nó chưa có đẹp mắt, nó chưa có ấn tượng lắm, cho nên là với cái mẫu chìa khóa đó thì nhưng nó tồn tại đâu đó khoảng tầm 3 năm hoặc là 3 năm thôi các bạn. Đó, và cho ra cái phiên bản chìa khóa này. Duy nghĩ là với cái chìa khóa này thì với mẫu thiết kế này thì Duy nghĩ là Mercedes-Benz sẽ giữ nó rất là lâu luôn, bởi vì nó quá là đẹp luôn các bạn. Nhìn hấp dẫn ha các bạn ha. Ok, không để các bạn đợi lâu ha, thì đây là cái chiếc xe Mercedes-Benz S-Class S450 phiên bản L với màu xanh là ngọc lục bảo và nội thất màu nâu ha, rất là đẹp luôn. Thì với cái chiếc xe Mercedes-Benz S-Class S450 này, phiên bản 2022 này, thực sự là Duy cực kỳ choáng ngợp bởi nó luôn các bạn, bởi vì những cái công nghệ bên trong của chiếc xe cũng như là cái thiết kế bên trong nội thất và bên ngoài thì nó không còn giữ lại bất kỳ một cái hình dáng nào của cái chiếc S-Class những cái năm, những thế hệ trước đó nữa, mà giờ đây chiếc S-Class S450 phiên bản 2022 này nó được lột xác hoàn toàn luôn. Trước đây thì mọi người hình dung là chiếc xe S-Class thường là dành cho những ông chủ ha, rất là đứng tuổi, rất là khó tính này nọ ha, nhưng đối với cái chiếc xe S-Class này nó không còn cái nghiêm túc nữa các bạn nha, mà rất là chơi luôn, chất chơi nó thể hiện ở đây qua những cái chi tiết rất là nhỏ của xe thôi. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy khám phá thật là kỹ cái chiếc xe Mercedes-Benz S-Class S450 phiên bản L. Ok, với lần này thì chiếc xe S450 phiên bản 2022 này được Mercedes-Benz tăng thêm kích thước về chiều dài, chiều rộng và chiều cao, kể cả là trục cơ sở nó kéo dài hơn so với lại cái phiên bản trước đây các bạn. Thì như nhớ không lầm là cái trục bánh xe nó dài hơn 91mm so với lại phiên bản trước đây. Đó, cho nên là khi mà chúng ta nhìn từ bên hông của chiếc xe, các bạn sẽ thấy là chiếc xe nó trông rất là trường xe ha, nhìn nó rất là dài luôn. Đó, các bạn thấy không? Khi mà nhìn từ bên hông này các bạn, chúng ta sẽ thấy là cái chiếc xe S450 này trông cực kỳ đẹp luôn các bạn ha. Đó, với góc nghiêng 45 độ như thế này nữa ha, rất là tuyệt vời. Đó, về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy nè, Mercedes-Benz thiết kế lại thay đổi hoàn toàn so với lại cái dáng dốc nghiêm túc trước đây của chiếc xe S-Class các bạn ha. Thì trước khi mà chính thức được về Việt Nam cũng như là có mặt tại showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng các bạn, thì Duy nghe rất là nhiều những cái ý kiến của những anh chị khách hàng là nhận định là với cái phiên bản 2022 này nó sẽ không còn đẹp cũng như không còn sang trọng giống như là cái phiên bản trước đó nữa ha. Nhưng mà khi mà về tới showroom các bạn và chiếc xe đặt tại đây các bạn, thì những cái ý kiến của anh chị khách hàng thì Duy thấy là trước đây thì nó có không đúng nữa các bạn, bởi vì là cái chiếc S nó vẫn giữ cái giá trị của nó các bạn nha, vẫn sang trọng, vẫn đẳng cấp, vẫn rất là bề thế luôn. Chỉ có điều là với cái chiếc S hiện tại bây giờ thì Mercedes-Benz thiết kế cho nó điều đà hơn và tinh tế hơn nữa các bạn. Đó, điển hình là các bạn thấy phần đèn xe nè, đây. Đó, về phần đèn xe thì các bạn sẽ thấy là bây giờ nó sẽ không còn thiết kế theo cái kiểu là to bản nữa, mà là được vuốt nhọn ha. Cái đèn nó sẽ nhỏ lại một chút xíu, nhìn nó rất là thời trang cũng như là cá tính ha. Đó, về công nghệ đèn của chiếc xe S450 phiên bản 2022 này vẫn là đèn pha multi beam LED nè, các bạn thấy không?
đó, có chữ multi-beam LED nè. Thì về phần công nghệ nó cũng sẽ giống như với phiên bản 2020, 2021 ha bạn, không có khác gì. Đó, về phần đầu xe thì các bạn thấy nè, cái lưới tản nhiệt bây giờ nó được thiết kế vẫn cái giữ cái nét truyền thống của Mercedes-Benz S-Class nè. Đó, với những cái thanh ngang ha. Đó, ngoài ra thì các bạn sẽ thấy ở đây nè, có một cái camera. Đó, các bạn thấy không? Camera, bởi vì là cái chiếc xe của chúng ta là camera xung quanh xe, camera 360 độ luôn. Và các bạn sẽ thấy ở đây có những cái mặt gương, những cái mặt kính nè. Đó, thì đây là những cái radar cũng như là những cái camera để phát hiện cái xe đi phía trước. Hoặc là bởi vì là cái chiếc xe của chúng ta các bạn, nó có thêm một cái tính năng nữa là giữ khoảng cách nè, giữ làn đường nè, rồi rất là nhiều những tính năng nữa mà một lát nữa Di sẽ vào bên trong để cho các bạn xem ha. Đó, về phần đầu xe các bạn thấy nè, rất là đẹp ha. Đó, capo rất là to, rất là rộng luôn. Logo Mercedes-Benz truyền thống được nằm trên nắp capo. Ok, bây giờ Di sẽ đi sang bên hông cho các bạn xem. Thì đối với cái phiên bản S-Class 2022 này thì Mercedes-Benz sẽ phân phối hai dòng, đó là S450 phiên bản L nè các bạn, và S450 Luxury nữa. Nhưng mà với phiên bản Luxury thì chưa có mặt tại đại lý. Đó. Ok, đây là cái phần mâm xe nè các bạn thấy không? Với phần mâm xe này các bạn thấy là nó cũng thiết kế cực kỳ đơn giản luôn, không có gì mà gọi là quá cầu kỳ nữa. Bởi vì đây là cái chiếc S-Class ha, nó vẫn giữ những cái nét truyền thống, những cái gì mà tinh tế nhất của những cái chiếc xe sang. Đó, các bạn thấy nè, bộ mâm nè ha. Bên ngoài thì lộ mặt nhôm cũng như là bên trong được sơn màu đen bóng để tăng thêm cái sự thể thao nữa các bạn. Thì đối với cái chiếc xe S-Class lần này thì Mercedes-Benz vừa đi theo cái phân khúc là xe sang trọng ha, luxury, nhưng cũng đồng nghĩa với việc là cái xe của chúng ta nó trẻ trung hơn và thể thao hơn. Lớp xe của chúng ta là lớp Hankook các bạn. Thì đây là một cái lớp xe của Hàn Quốc. Thì Di không biết tại sao mà lần này Mercedes-Benz lại trang bị cho nó là một cái lớp xe đến từ Hàn Quốc, chứ không sử dụng những cái lớp xe giống như là những cái phiên bản trước đây là Goodyear, Michelin hay là Bridgestone nữa. Thì đây lần này thì không biết là cố tình là đối với cái lớp xe này thì nó có những cái gì mà hay hơn hay là tuyệt vời hơn mà Mercedes-Benz lại trang bị cho nó ha. Đó, vậy với cái kích thước lớp là 255/45R19. Đó, lớp xe của chúng ta là lớp Thai Fit luôn các bạn. Lớp Thai Fit nha, nó không phải là lớp Frenlat nữa. Thì đối với cái chi tiết vỏ xe này thì Di thật sự là không có thích lắm trên cái chiếc xe S các bạn. Đó, thì bởi vì cái lớp xe này á các bạn, thì thực ra là nó cũng khá là dễ thôi. Nếu các anh chị các bạn thích thì có thể thay vào cái lớp Runlat. Đó, nếu mà chúng ta đi một thời gian là lớp xe nó mòn đến kỳ thay, chúng ta có thể thay lại lớp Runlat thôi. Đó. Ok, một cái điểm nữa các bạn. À, một cái điểm mà Di cần phải nói nhiều hơn ha. Đây là một cái cải tiến, cũng như là một cái thiết kế cực kỳ gọi là táo bạo luôn. Bởi vì là những cái chiếc xe thể thao ha, những cái chiếc xe mà giống như là gọi là siêu xe các bạn, thì thường là nhà sản xuất họ mới thiết kế cái tay nắm chìm vào ở trong phần cái cửa nè. Thứ nhất là để cho chiếc xe của chúng ta nhìn nó liền mạch hơn, cũng như là nó giảm cái chỉ số cản gió. Nhưng lần này đối với một chiếc xe sang ha, một chiếc xe sedan thôi, nhưng Mercedes-Benz lại thiết kế cho em nó một cái tay nắm cửa cực kỳ thể thao và cực kỳ siêu xe như thế này. Ok, Di sẽ chạm vào đây. À, các bạn thấy không? Chạm vào thì tay nắm cửa nó sẽ lòi ra bên ngoài. Đó, bên trong thì có đèn rất là đẹp, cũng như là ở đây có một cái dòng chữ Mercedes-Benz. Đó, bốn tay nắm cửa chúng ta đều là như vậy hết nè các bạn thấy không? À, rất là sang, rất là thể thao và chất chơi các bạn ha. Thì cái chất chơi của chiếc xe Mercedes-Benz S-Class phiên bản 2022 các bạn, nó nằm ở một cái chi tiết là cánh cửa như thế này nữa. À, bây giờ Di đóng cửa lại. Ha, chỉ cần chạm vào đây thôi thì xe sẽ lóc cửa, cũng như là tay nắm cửa nó sẽ được thụt vào trong, gương sẽ được gặp lại ha. Trên gương thì cũng có một cái camera nè, đó, camera 360 độ, quá là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Thì bên ngoài đó các bạn sẽ thấy là những cái chi tiết như thế ha, nhưng mà một lát nữa Di sẽ cho các bạn xem bên trong, các bạn sẽ cực kỳ ấn tượng hơn nữa ha. Đó, đèn xe bây giờ nè các bạn, nó sẽ không còn được thiết kế giống như trước đây nữa. Nó thay đổi hoàn toàn luôn, phần đuôi xe không có gì giống so với lại cái phiên bản trước nữa. Không giữ lại bất kỳ cái chi tiết nào. À, đèn xe các bạn thấy nè, vuốt nhọn nè, rất là chơi luôn các bạn ha. À, vuốt nhọn luôn, chứ không có làm mà bầu bỉnh tròn chỉnh giống như cái phiên bản 2020-2021 nữa. Đó, bên trong đèn thì các bạn sẽ thấy nè, những cái viên pha lê ha, được sáng lên nó rất là đẹp luôn. Đèn xe thì chúng ta các bạn thấy cái đèn này nó giống như trên chiếc xe nào các bạn, nó giống trên dòng E-Class đúng không?
Đó, kể cả là xe C-Class mới sau này thì Mercedes-Benz cũng thiết kế những cái đèn như thế này. À, phần bô xe thì các bạn sẽ thấy nè, về phần bô xe thì vẫn cái thiết kế giống như là cái phiên bản trước thôi. Đó, bô xe vẫn là hình coi như là bình hành ha, bình hành ha, được màu chrome nè các bạn thấy không, rất là đẹp ha. Ok, bây giờ Duy sẽ mở cái phần cốp cho các bạn xem. Đây là cái cốp xe của chúng ta nè. Cái cốp xe này thì Duy đánh giá là nó sẽ rộng hơn so với lại cái phiên bản trước đây. Đó, cũng như là ở dưới này chúng ta sẽ không có lớp dự phòng, chỉ có là cái hộc để chúng ta để đồ thôi. À, ở đây thì nó sẽ có một cái giỏ gì đây, để Duy mở cho các bạn xem nha. À, được dán vào cái thành của xe các bạn, được dán vào cái phần nỉ. À, bên trong đây là một cái bơm điện nè, cũng như là một cái bình keo để chúng ta vá xe, bởi vì là xe của chúng ta là không trang bị lớp xe Renlac các bạn, mà trang bị một cái lớp xe Thai Fit thôi. Đó, cho nên là nhà sản xuất trang bị cho em nó một cái túi để chúng ta vá xe, để ở đây ha, nó sẽ hít vào đây. Ok, cái này là một cái chi tiết, là một cái gói để chúng ta tựa bắp chân đó các bạn, thảm theo xe ha. Ngoài ra thì bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem nè. À, đây là sách hướng dẫn sử dụng của xe các bạn nha. Đó, một cái khăn để lau màn hình nè. À, và ở đây là hai cái tai nghe. Đó, hai cái tai nghe rất là cao cấp được bọc trong cái túi này các bạn. Thì do là cái xe này xe mới cho nên là Duy không thể nào mà khui ra được hết ha. Thì khi nào chiếc xe này giao các bạn thì Duy sẽ chụp lại cái tai nghe này cũng như là quay lại cho các bạn xem. Ok, cũng vậy thôi các bạn, trong cốp xe thì đa phần là nó đều giống nhau hết, nó cũng không có gì. Ở đây thì nó vẫn có hai nút bấm ha, cốp đóng mở cũng như là khóa cốp. Bây giờ Duy sẽ đá cái cốp coi nó có tính năng là Henry Assist không. Đây, vẫn có các bạn nha, tính năng đá cốp. Ok, bây giờ là Duy sẽ đi vào bên trong các bạn. Thực ra bên ngoài với những cái thiết kế thì các bạn nghĩ là các bạn đã xem trên YouTube rất là nhiều rồi. Đó, bây giờ Duy sẽ vào bên trong nè. Đây thì chiếc xe S450 phiên bản 2022 lần này thì Mercedes-Benz trang bị cho em nó là có khoảng tầm 3 màu nội thất các bạn. Đó là màu nâu nè, màu đen nè, màu kem. Đó, màu nâu thì cực kỳ đẹp luôn các bạn. Và các bạn thấy nè, ở đây nó sẽ có một cái chi tiết là tựa đầu nè, hai ghế trước đều có và hai ghế sau đều có. Thì chứng tỏ là đối với cái chiếc xe S-Class lần này, S450 lần này, thì Mercedes-Benz không phải là dành riêng cho cái người ngồi sau nữa các bạn, mà là dành cho người lái nữa. Đó, đối với phiên bản 2020, 2021 hoặc với những cái phiên bản trước đó thì các bạn sẽ thấy là chiếc S của chúng ta chỉ được trang bị cái gói đầu ở phía sau thôi. Đó, đồng nghĩa là giống như là cái xe này chỉ dành cho ông chủ thôi các bạn, dành cho người ngồi sau thôi. Nhưng đối với cái phiên bản lần này thì Mercedes-Benz thay đổi điều đó. Chiếc xe này không chỉ để ngồi nữa các bạn, không dành cho những ông chủ ngồi không nữa, mà là dành cho những ông chủ thích lái xe, đam mê lái xe và có thể tự lái ha. Màu nâu này các bạn thấy như thế nào các bạn? Riêng Duy thì Duy thấy nó cực kỳ đẹp luôn ha. Màu đen ở bên ngoài, màu xanh đậm ở bên ngoài, màu nâu ở bên trong ha các bạn, hoặc là màu đen ở bên ngoài, màu nâu ở bên trong ha, tuyệt vời. Ok, bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem những cái chi tiết trên cánh cửa nè. Đẹp quá là đẹp luôn các bạn nha. Các bạn thấy không? Cái nút chỉnh đèn các bạn, trước đây thì cái nút chỉnh đèn của chúng ta nó sẽ nằm ở khu vực này. Đó, nhưng mà bây giờ là hai cái hốc gió máy lạnh to ở chỗ này ha. Còn cái nấm chỉnh đèn thì chúng ta sẽ để trên này. Đó, ngoài ra thì cái chốt cửa mà truyền thống của Mercedes-Benz các bạn, trước đây các bạn sẽ thấy nè, hầu như tất cả những mẫu xe hiện tại bây giờ đều có cái chốt cửa, nhưng đối với phiên bản S-Class lần này thì Mercedes-Benz không còn cái chốt cửa này nữa, và thay vào đó là một cái đèn để báo hiệu nè. Nó nằm ở đây. Quá là đẹp các bạn ơi. Phần vô lăng này thì Duy thấy là cũng không có gì gọi là lạ lẫm lắm, bởi vì là với cái vô lăng này nó đang trang bị trên các chiếc xe E-Class, đặc biệt là điển hình là E180 hoặc là E200 Exclusive ha. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi vào bên trong ha, xem coi những cái option, những cái trang bị của em nó xịn sò như thế nào ha.
quá đẹp luôn. Ok, bây giờ chị sẽ vào bên trong. Đạp thắng và nổ máy lên. Các bạn ơi, đây là cái công tắc chỉnh cửa nè các bạn. Thì đối với cái phiên bản trước đây các bạn, thì cái núm chỉnh cửa nó cũng sẽ được thiết kế dạng tương tự như thế này. Nhưng đối với phiên bản này các bạn, nó gần như là cảm ứng luôn. Đó, vì chỉ chạm vào đây thôi, chỉ sử dụng một cái lực nhẹ một chút xíu thôi, thì cái xe của chúng ta nó đã điều chỉnh được ghế rồi nè. Nó gần như là cảm ứng luôn các bạn. Đó, cái nút này nút cảm ứng luôn đó nha. Gối đầu thì lên xuống nè. À, lên thì mình nhìn bấm lên nè. À, xuống mình bấm xuống nè. Ở đây thì có những cái nút là sưởi ghế nè, làm mát ghế nè, chỉnh cái ghế ở phía bên tay phải nè ha, ba vị trí nhớ ghế nè, lóc cửa mở cửa nó nằm ở đây ha. Chỗ này là công tắc chỉnh kính kính nè, kính chiếu hậu đó các bạn. À, công tắc nâng hạ kính nè, bây giờ được thiết kế rất là đẹp các bạn ơi. À, cái chỗ để tay, cái chỗ mà để chúng ta kéo cái cửa các bạn, nó sẽ làm hở một chút xíu, và bên trong có đèn nè. À, có đèn hắt nội thất nè, rất là sang ha, rất là đẹp luôn. Thực ra đối với cái chiếc xe S-Class lần này các bạn, là Duy nói thấy là mọi người thấy là nó được thiết kế tối giản lại ha. Những cái nút bấm hầu như là nó sẽ bỏ hết rất là nhiều, và thay vào đó là những tất cả mình điều khiển trên cái màn hình này. Nhưng tối giản là tối giản ở khu vực nút bấm thôi các bạn nha. Nhưng những cái chi tiết nè, những cái chi tiết các bạn thiết kế trên cửa nè, các bạn thấy không? Nó cực kỳ cầu kỳ và cực kỳ thì gọi là chi tiết rất là sang trọng luôn các bạn. Các bạn thấy nè. Đó, những cái chi tiết, những cái học gió máy lạnh nè các bạn, rất là đẹp, rất là sang luôn á các bạn. Đó, khu vực này cũng vậy nè các bạn. Đó, nó tối giản ở đây là tối giản ở cái khu vực này ha. Nó làm màn hình nó sẽ hiện đại hơn ha. Màn hình táp lô cũng vậy, giống như một cái máy tính bảng. Thì với cái nội thất này thì các bạn nhìn thấy nó giống như những chiếc xe nè các bạn, rất giống những chiếc xe điện đúng không, những cái chiếc xe của tương lai. Đó, quá là đẹp luôn. Về phần vô lăng này thì các bạn sẽ thấy trên nút bấm nó sẽ có nhiều nút bấm hơn so với là cái xe E-Class hoặc S-Class hoặc là những cái mẫu xe hiện tại đang có của Mercedes-Benz. Bởi vì là cái chiếc xe của chúng ta được trang bị nè các bạn. Đây, cái nút bấm này nè. Các bạn sẽ thấy là nút bấm có hình chiếc xe và có cái khoảng cách. Đó, gì bấm vào. Đó, các bạn thấy không? Trên màn hình táp lô nó sẽ có hình chiếc xe nè. Thì đây là cái tính năng giữ khoảng cách ha. Khi mà chúng ta đi trên đường cao tốc đó, các bạn, chúng ta có thể là cài đặt cái khoảng cách của chiếc xe của chúng ta với cái chiếc xe đang đi ở phía trước chúng ta ha. Thì cái chiếc xe chúng ta sẽ tự động chạy theo và giữ cái khoảng cách mà do chúng ta cài đặt. Đó, khi chiếc xe trước chạy nhanh hơn thì xe chúng ta sẽ chạy nhanh hơn, và khi chiếc xe trước chạy chậm hơn thì xe của chúng ta sẽ phanh lại ha, để mà giữ cái khoảng cách cố định, nó sẽ không thay đổi. Đó, và chiếc xe kia, nếu mà chiếc xe kia nó chạy quá tốc độ thì như thế nào bạn, chạy vượt hơn 130, 140 thì không phải là chiếc xe mình nó sẽ chạy lên tới cái mức đó các bạn. Đó, mặc dù xe chúng ta tăng tốc lên thôi nhưng nó vẫn giữ cái tốc độ mà giống như chúng ta cài đặt và chúng ta mong muốn. À, chứ không phải là chiếc xe kia chạy nhanh rồi chiếc xe mình sẽ chạy nhanh theo và quá tốc độ giống như chiếc xe kia, thì không phải ha. À, ngoài ra thì trên kính nè, trên gương chiếu hậu nè các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái chi tiết là hình tam giác. À, thì đây là cái tính năng cảnh báo điểm mù. Thì thật ra là với cái tính năng này thì nó mới được trang bị trên những cái chiếc xe Mercedes-Benz S-Class này hoặc là cái chiếc xe GLS Maybach thôi. Nhưng mà với cái tính năng thì nó không phải là xa lạ nữa các bạn. Đó, những cái mẫu xe mà Mercedes-Benz ở thị trường nước ngoài đã có rất là lâu rồi, cũng như là những cái thương hiệu xe khác ở Việt Nam nó cũng có trang bị cái tính năng này. Cho nên là Duy cũng sẽ không cần phải nói nhiều nữa ha. Đó, ngoài ra thì chiếc xe Mercedes-Benz S-Class này còn có một cái tính năng nữa là giữ cái len đường. Đó, giữ cái len đường thì nó sẽ như thế nào, khi mà chúng ta chạy xe các bạn, chúng ta cán lên trên cái len đường á, thì nó sẽ báo cho chúng ta ha, bằng cách là nó sẽ rung cái vô lăng lên để cho chúng ta biết ha. Ok, đó, thực ra thì với cái phần màn hình này cũng như là những cái tính năng, những cái cài đặt trên cái chiếc xe này, thực ra là Duy rất là lạ lẫm luôn các bạn. Đó, tại và Duy cũng chỉ mới tham khảo coi như là được khoảng tầm 45 phút một tiếng thôi. Đó, Duy sẽ tìm hiểu trước một vài cái tính năng để mà quay cho các bạn xem nè. Đó, có một cái rất là hay nè các bạn. Media ha. Ok, bây giờ Duy sẽ chọn vào cái Apple CarPlay. Thực ra là Duy đã kết nối cái điện thoại iPhone của Duy các bạn, đó, vào trong cái màn hình này lúc nãy rồi. Đó, đó, cho nên là bây giờ chỉ cần bấm vào thôi là nó sẽ mở lên nè. Các bạn thấy không, Apple CarPlay nè. Thì đối với lại những cái màn hình mà trên chiếc xe Y các bạn, hoặc là chiếc xe GLC á, các bạn thấy là cái màn hình của nó là màn hình dài.
Đó, cho nên là cái phần mà Apple CarPlay á, thường là nó sẽ bị đen ở hai bên, trống ở hai bên, cho nên là chúng ta nhìn nó sẽ không được đẹp mắt lắm. Nhưng đối với cái phần mà thiết kế của màn hình vuông như thế này trên cái chiếc xe Mercedes-Benz S-Class 2022 thì nó quá tương thích so với lại cái phần mềm Apple CarPlay luôn. Nó full màn hình luôn các bạn, cho nên là nhìn cái màn hình của chúng ta rất là đẹp ha, rất là duyên, chứ không có giống như là trên chiếc xe E-Class hoặc là chiếc xe GLC nữa. À, một cái chi tiết nhỏ thôi nhưng mà Di thấy là cực kỳ hay ha. Những cái icon của chúng ta rất là lớn ha, full màn hình luôn, rất là đẹp. À, một cái mà Di bảm bảo luôn cách tất cả những anh chị đều thích ha, đó là đây. À, chúng ta có thể là xem những cái video clip trên YouTube ha, nó sẽ nằm ở đây. À, thật ra thì cái điện thoại mà thông thường của chúng ta các bạn, chúng ta kết nối Apple CarPlay không dây. À, một tính năng nữa là Apple CarPlay không dây, các bạn kết nối không cần dây nữa nè. Đó, có rất là nhiều anh chị khách hàng hỏi là những chiếc xe Mercedes-Benz có kết nối không dây Apple CarPlay không, thì đối với phiên bản trên S-Class mới này nó sẽ có rồi ha. Đó, và đây đó, gì kết nối nè, các bạn xem YouTube là thoải mái nè các bạn. Thực ra thì với một cái điện thoại thông thường á, các bạn không thể nào mà kết nối xem YouTube ở trên xe được hết, bởi vì là không có cho phép đâu. Nhưng mà đối với cái điện thoại của Di các bạn thì Di sẽ cài đặt lại, cũng như là coi như là bẻ khóa cho em nó ha, để mà xài được những cái tính năng nhiều hơn trên cái màn hình này. Đó, các bạn thấy không, rất là đã ha, tuyệt vời luôn. Và ngoài ra nữa, bây giờ Di sẽ cho các bạn xem. Vì có một cái USB nằm ở đây các bạn nha. Một cái USB ở đây, Di sẽ mở nhạc cho các bạn xem nè. À, USB. Đó, thì cái USB này Di có chép rất là nhiều phim ha. Đó, các bạn thấy không? Xem phim được trên này luôn. Đã không các bạn? Ngoài ra nữa, đây, một cái tính năng nữa. Di sẽ cho các bạn xem. Đây. Đây, Di muốn share cái phim này cho người ngồi phía sau xem ha. Thì Di chỉ cần đó, và à, đang khóa phía sau, mình phải đồng ý phía sau nữa thì nó sẽ mở lên. À, ok, được rồi nè các bạn ơi. Bây giờ ở phía sau chúng ta phải đồng ý các bạn thì sẽ chia sẻ được ha. À, ok, những cái nút bấm bây giờ chỉnh máy lạnh các bạn sẽ không thấy còn những cái nút bấm chỉnh máy lạnh nữa, mà chúng ta sẽ chỉnh ở đây ha. À, bên này cũng vậy, quạt gió máy lạnh nè. À, quạt gió máy lạnh nè ha, menu của điều hòa nè. À, menu của điều hòa thì chúng ta có thể chỉnh hàng ghế phía sau, phía trước nè, chất lượng không khí nè. Đó, các bạn sẽ thấy cái giao diện của cái chiếc xe Mercedes-Benz S-Class mới này nó cực kỳ đẹp luôn các bạn. Nhìn đúng đẳng cấp luôn á. Đó, quá ư là đẹp luôn ha. Gió trong, gió ngoài. Đó, Mercedes-Benz giản lược lại hết tất cả những cái nút bấm luôn các bạn. Đó, thì thực ra thì giản lược hết những cái tất cả những nút bấm á, thì chúng ta thấy chiếc xe của chúng ta nó hiện đại hơn rất là nhiều ha. Nhưng mà trong trường hợp cái màn hình này nó có trục trặc thì sao các bạn? Vì cũng chưa biết cái điều đó xảy ra như thế nào luôn. Ok, bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái hộp bên trong nè. Thì chỗ này để chúng ta được hai cái ly nước ha. USB trong này nó sẽ có hai cái USB Type-C nè, sạc điện thoại không dây nè. À, còn ở đây thì chúng ta sẽ có là chỗ để đồ, và cũng có hai cái USB nè. Bên trong này thì chúng ta sẽ chắc chắn có một cái lọ nước hoa ha, một cái máy phun nước hoa. Đó, xe của chúng ta thì là do xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức các bạn. Đó, thì thực ra là Mercedes-Benz sẽ không lắp ráp cái mẫu xe này tại Việt Nam nữa các bạn nha, bởi vì là Mercedes-Benz nói là cái dây chuyền sản xuất ở Việt Nam mình thực ra nó chưa đủ đáp ứng để mà lắp ráp cái chiếc xe S-Class này, cho nên là hiện tại bây giờ là những cái dòng xe S-Class vẫn đang được nhập khẩu 100% luôn các bạn. Đối với phiên bản này thì chúng ta sẽ không có xe lắp ráp nữa. Thì đây là một cái chi tiết cũng rất là vui, là những anh chị khách hàng có thể là thích xe nhập á, thì không còn lăn tăn gì nữa ha. Nhưng mà đối với lại những anh chị khách hàng mà muốn đối với Duy các bạn, hoặc là đối với đại lý các bạn, thì thật sự là đối với những chiếc xe nhập khẩu thì nó không có nhiều xe nữa để chúng ta mua đâu. Đó, và mua những cái chiếc xe này với số lượng cực kỳ hạn chế luôn. Và hầu như các anh chị các bạn thì cố gắng đặt càng sớm càng tốt trong cái đợt này đi các bạn. Xe của chúng ta không có để mà giao, rất là hiếm luôn.
và hiện tại bây giờ thì Mercedes-Benz lại thiếu linh kiện nữa. Ok, bây giờ Di sẽ cho các bạn xem khoang sau nè. Những cái chi tiết ghế được bọc da nắp ba các bạn ha, rất là đẹp luôn. Wow, cực kỳ sướng luôn các bạn nha. Tuyệt vời. Cái màn hình này các bạn không có điều chỉnh bằng tay ha. Nó sẽ tự điều chỉnh bằng điện luôn. Chúng ta điều chỉnh bằng tay thì nó, Di nghĩ là nó không có tốt đâu. Di sẽ đẩy cái ghế lên phía trước một chút xíu nữa. Cái màn hình nó rất là nét các bạn, rất là rõ nét luôn ha, rất là đẹp. Cái màn hình phía sau này các bạn có thể điều chỉnh được rất rất là nhiều thứ luôn. Các bạn thấy gần như là giống cái màn hình phía trước luôn. Cho nên là chúng ta muốn điều chỉnh bất kỳ một cái gì trên màn hình phía trước thì chúng ta có thể điều chỉnh được màn hình phía sau luôn. Gần như là giống nhau hết các bạn. Nó kết nối điện thoại, CarPlay, bản đồ chỉ đường ha. Đi đến đâu là chúng ta biết là xe của chúng ta đi tới đó ha. Rồi nó rất là nhiều thứ nè, cài đặt nè. Thì đối với cái màn hình mà cảm ứng như thế này các bạn thì nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều so với chúng ta sử dụng cái remote. Bởi vì là Di thấy là hầu như tất cả những anh chị mà mua những cái phiên bản 2020, 2021 hoặc trước đó các bạn có remote, nhưng mà thông thường các anh chị ít khi xài lắm. Nó hầu như là cất không mà, rồi cái màn hình này nhiều khi cũng không có bật lên nữa. Đó, cho nên là đối với cái phiên bản này thì với cái màn hình cảm ứng nó sử dụng tiện lợi hơn, cũng như không cần phải sử dụng remote, thì Di nghĩ là các anh chị chúng ta sẽ sử dụng nhiều hơn đó. Cũng như là mấy đứa nhỏ trong nhà các bạn, mấy đứa bé nó cũng cực kỳ thích nữa, bởi vì nó có thể xem phim được trên này nè. Đó, ngồi phía sau được xem phim luôn đó. Bây giờ là Di nghĩ là không biết là có, với phiên bản này nó còn sử dụng cái đĩa hay không nữa. Không biết là sử dụng cái đĩa, hầu như là bỏ cái đĩa luôn các bạn, không còn cái hộc để đĩa nữa. Không còn hộc để đĩa luôn các bạn ơi. Bỏ luôn cả hộc để đĩa luôn rồi. Toàn là chúng ta sử dụng bằng USB thôi à. Ha. Đó, xem phim được trên này ha. Chỉnh đèn nội thất tất cả mọi thứ rất là hay. Thì thực ra là với những cái chiếc xe mới như thế này, các bạn Di nghĩ là các anh chị các bạn nên đến showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng á, thì Di sẽ có nhiều thời gian hơn để chia sẻ cho các anh chị. Đó, nhưng mà nói rất là nhiều trên cái clip này thì nó quá là dài luôn. Cửa sổ trời nè, chúng ta có thể đóng mở bằng những cái nút bấm chỗ này nè các bạn, thấy không? Rèm điện nè. Đó. Rất là đẹp các bạn ơi. Thực ra với những cái chi tiết này các bạn đừng có để những cái đồ gì quá dày ở đây ha. Nó giãn cái sợi dây này nó không còn sang nữa, nó không còn đẹp nữa. Wow, chỉnh máy lạnh chỗ này ha. Nhiệt độ hai bên khác nhau hết. Wow. Chỗ này thì có một cái sạc điện thoại. Thì lần này Mercedes-Benz vẫn trang bị cho chiếc xe S450 phiên bản L này là cái dàn loa Boommaster 13 loa, công suất là 590W, vẫn giống như cái dàn loa của cái chiếc xe S phiên bản 2021 các bạn. Không có thay đổi phần nâng cấp loa ha. Những chi tiết nó quá là đẹp luôn các bạn ơi. Ok, và Di sẽ cho các bạn xem cái phần động cơ một cái nữa nha. Mở capo ở chỗ này các bạn nha. Mở capo thì nó sẽ khác với lại những cái chiếc xe hiện tại của Mercedes-Benz các bạn. Chúng ta giật capo một cái, buông ra, chúng ta giật thêm một lần nữa. Đó, thì chúng ta mới mở được cái capo của xe lên. Ha, giật capo hai lần. À, đây là phần động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz S450 phiên bản 2022. Đó, thì các bạn sẽ thấy là trên cái nắp động cơ nó có chữ là 6. Vì là xe chúng ta được trang bị là động cơ 6 máy thẳng hàng 3.0 lít, thì nó giống như trên cái chiếc xe Mercedes-Benz GLS 450 mà Di đã cho các bạn xem rất là nhiều lần rồi. Thì với động cơ 3.0 này cho công suất là 367 mã lực, kết hợp thêm một cái động cơ điện được gắn ở trên cái bánh đà của động cơ,
để giúp cho chiếc xe của chúng ta mạnh mẽ hơn cũng như là tiết kiệm hơn khi mà chúng ta đi trên những cái đoạn đường ở thành phố, những đoạn đường ở đô thị. Và cái mô men xoắn của cái động cơ này nó là 500 Newton trên mét các bạn nha. Hộp số của chiếc xe S450 vẫn sử dụng cái hộp số giống như những cái mẫu xe khác hiện tại bây giờ của Mercedes-Benz, đó là động cơ hộp số 9G Tunic, 9 cấp. Số khung bây giờ nó được gắn ở trên này rồi các bạn. Trước đây thì số khung của xe được sẽ gắn ở dưới ghế bên phía trước, bên phụ, nhưng mà là được gắn ở đây luôn. Các bạn thấy không, phần động cơ của nó nè. Vừa rồi thì Di cũng đã cho các bạn xem ha, chiếc xe Mercedes-Benz S450 phiên bản L thì rất là đẹp các bạn, rất là hiện đại luôn. Đó thì Di nghĩ là Di sẽ có một cái clip tiếp theo để giới thiệu thật là chi tiết những cái tính năng bên trong cũng như là cái hệ điều hành mới 7.0 của MBUX này. Ok, bây giờ Di xin được phép kết thúc clip tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thì các bạn đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Nếu các anh chị, các bạn thấy video clip của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị, các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị, các bạn trong những video clip tiếp theo.